của tao sống. What we Garrick xe chốt và pháo là những thứ mà em cho xăm mình xe tóc quần áo là những thứ mà ta bao năm rình phường khóm công an là nơi ta đang đăng hình hẻm 48 ngày từ xưa đã không là yên bình. Sáng ngày hôm qua cũng giống như sáng của ngày hôm nay, việc ta làm cũng như mọi ngày. Thằng Garrick đã thấy back to my hood, ta làm việc của tao khi tất cả trở thành vấn đề tao đã giao là việc của tao. Tao không gây hấn nhưng hãy đụng là đập và hàng ngụy nằm trong túi làm cho quần thụn vật thấp. Anh em khi gặp tao cầm bi cụng bay nóc, còn tụi mày khi gặp tao vào 48 tao chóp trong khu tao sống khi mày thích tao cứ cô kê ni e chơi hứa đến gây sự đưa mày vô hệ ghét tao không khôn ngoan nhà mày không an toàn bia cùng với rượu như khanh nhỏ nên tao ngang hàng trong khu tao sống khi mày thích tao cứ cô kê ni e chơi hứa đến gây sự đưa mày vô hệ ghét tao không khôn ngoan nhà mày không an toàn bia cùng với rượu như khanh nhỏ nên tao ngang hàng. Đây là Tân Binh hẻm 68 Bùi Thị Xuân. Khu này theo đạo Thiên Chúa nên giờ không có thịt đại ca nên nếu mẹ đến gây chuyện trong đây tao thách mẹ mò được đường ra. Bước ra ngoài hẹn phải biết nhìn trước nhìn sau vì đây là khu ăn nhậu nên thường có vực là bay vô đầu. Giờ trẻ lớn bé khu này vai vế bằng nhau nhưng cứ mỗi mình solo colo thì coi chừng đầu đổ máu. Tao sống ở đây như là công dân lương thiện, thỉnh thoảng thiếu nợ thì tao vẫn phải đi làm công nhân lắp chiến. Giống như bao khu khác, khu này nói chuyện bằng tiền, có danh có tiếng có quyền có miếng nhưng không có tiền thì biến. Trong khu tao sống khi mình thích tao cô cô kê ni chị hứa đến gây sự đưa mày vô hệ ghét tao không khôn ngoan nhà mày không an toàn bia cùng với rượu như khanh nhỏ nên tao ngang hàng trong khu tao sống khi mày thích tức của cô kê ni chị hứa đến gây sự đưa mày vô hệ ghét tao không khôn ngoan nhà mày không an toàn bia cùng với rượu như khanh nhỏ nên tao ngang hàng.